Xin chào các bạn. Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ học về cái lập trình C cơ bản cho 8051. Và cái phần mềm chúng ta sử dụng đây là CodeKC. Các bạn đã biết rồi. Thì hôm nay chúng ta sẽ qua ba nội dung chính sau. Thứ nhất là chúng ta ôn lại các biến, các cấu trúc của một chương trình C trong 8051. Thứ hai là chúng ta lập trình cho cái con led đơn với 8051. Và mình sẽ mổ xẻ cái chương trình ra, đúng không? Cái thứ ba là chúng ta sẽ thêm vào cái phần nút nhấn để mà chúng ta có thể lập trình có nút nhấn nữa, đấy, đúng không? Thì nếu mà nội dung sẽ bó gọn ở ba cái này và chúng ta sẽ lần lượt vào từng phần. Cái thứ nhất là cấu trúc của một chương trình C trong 8051. Thì cấu trúc của nó là chúng ta đầu tiên là chúng ta phải khai báo thư viện. Chúng ta khai báo thư viện include đây trong này. Đó là cái bước này chính là cái bước chúng ta khai báo chỉ thị tiền xử lý. Còn cái khai báo chỉ thị tiền xử lý như thế nào? Các bạn coi lại cái video đầu tiên của cái chuỗi bài học này. Cái thứ hai là chúng ta cần phải khai báo thư viện cho nó. Thư viện đây có thể là studio.h hoặc là include string.h, đúng không? Include string, chỗ này là string nha. Đấy. Cái thứ hai là chúng ta gán chân. Chỗ này chúng ta sẽ khai báo cái biến toàn cục cho nó. Ở cái khai báo biến toàn cục này thì chúng ta cũng có thể làm ở chỗ này hoặc là cũng có thể làm ở chỗ khác. Cho nên chúng ta bỏ đi nhé. Bây giờ chúng ta xem phần gán chân. Phần gán chân này chúng ta gán lần lượt các chân cho nó, định nghĩa cái chân cho nó. Cái hàm này, define này. Đấy, đúng không? Thì các bạn xem lại cái video đầu tiên để hiểu được speed là gì, độ rộng bằng bao nhiêu bit, bao nhiêu bit. Đấy, thì các bạn xem lại. Chỗ này tôi có thể chú thích cho các bạn là chúng ta gán chân led bằng chân là chân B2, đúng không? Chân B2 của con 8051 ấy. Rồi ta định nghĩa nút bấm là ở B3. Đấy, nó có nút bấm nữa. Ở đây chúng ta sẽ lướt qua thôi. Chúng ta xem cái chính là chúng ta xem cấu trúc của một chương trình C thôi, chứ không đi vào nội dung của đoạn code, đúng không? Cái thứ hai là chúng ta khai báo hàng, hay nói cách khác là chúng ta khai báo nguyên mẫu của hàng. Đây, khai báo nguyên mẫu của hàng. Rồi chúng ta khai báo hàng, chúng ta định nghĩa cho nó on là 1, up là 0. Sau đó chúng ta khai báo các hàm cho nó. Đây là trong này có mảng này, ví dụ 0 x c0 chẳng hạn, đấy, 0 x 3f chẳng hạn. Đấy, tùy vào mình muốn khai biến, mình khai báo ra sao trong cái mảng đó. Đấy. Tiếp theo là chúng ta khai báo biến toàn cục, đúng không? Khai báo biến toàn cục bit. Đây là mình lấy một cái ví dụ nhé, nhưng mà các bạn muốn hiểu kỹ hơn thì các bạn phải xem lại cái video đầu tiên mình nói rồi, xem lại video đầu tiên để hiểu hơn cái video này. Còn nếu bạn không hiểu nữa và bạn cứ than thì mình chả giải thích được đâu. Đấy.
Ở đây chúng ta còn cần phải có một cái chữ mã chương trình trễ nữa, chương trình trễ cho nó nữa, đúng không? Đấy. Rồi. Vậy thì sau khi chúng ta khai báo mẫu nguyên mẫu của hàm, khai báo biến toàn cục, khai báo chỉ thị tiền xử lý, cái bước tiếp theo là làm gì? Chúng ta phải xây dựng hàm và cái chương trình cho nó. Hàm thì chúng ta đừng nên xây dựng chương trình chính ngay lập tức, mà chúng ta phải xây dựng cái chương trình chính, chương trình con trước rồi mới xây dựng chương trình chính chính sau, đúng không? Chúng ta sẽ khai báo cái chương trình con, chúng ta viết chương trình con ra, ví dụ voi chương trình 1, voi khai báo biến cục bộ các câu lệnh, đúng không? Các câu lệnh luôn luôn có chấm phẩy, biến cục bộ có chấm phẩy. Có nhiều lúc mình lập trình ấy mà mình quên cái dấu chấm phẩy, mà gần 80 câu lệnh mình dò mình cảm thấy rất đau đầu, dò mất mất một buổi trời. Do vậy các bạn phải cứ viết được 3 4 dòng thì ngay lập tức dò lại giải thuật, dò lại câu lệnh, dò lại coi thì dấu chấm phẩy, dấu câu, cách viết câu là đúng chưa, hàm là đúng chưa. Tiếp theo là chúng ta xây dựng cái chương trình chính, xây dựng chương trình chính, đúng không? Voi tên hàm, voi khai báo biến cục bộ các câu lệnh. Ở đây chúng ta lưu ý một điều nữa là nè, các hàm mà khai báo nguyên mẫu ấy thì phải được xây dựng trước hàm có lời gọi hàm đó, đúng không? Vậy thì tóm lại một chương trình C8801 có bao nhiêu cái? Đó là có 4 cái chúng ta lưu ý như sau, trình tự như sau. Đầu tiên là khai báo chỉ đích tiền xử lý. Cái thứ hai là khai báo biến toàn cục. Cái thứ ba là khai báo nguyên mẫu của khách hàng. Cái thứ tư là khai báo khách hàng trong chương trình xây dựng khách hàng, chương trình con và chương trình chính. Như thế chúng ta kết thúc cái bài ngày nay, đúng không? Cái bài này điều về có đúng chương trình chi. Phần tiếp theo là sẽ làm cái bài tập như sau để hiểu hơn về cấu trúc công trình chi. Bài tập như sau: hiển thị các đơn, bài tập là ghép nối lên đơn với chân biên một quy định điều tham đây tham chín c năm một hãy viết chương trình điều điều ghép đơn ngàn cho trang, đúng không? Thì để hiểu hơn một cái chương trình nhé, chỗ đoạn này chương trình con này, sau đó viết chương trình chính này, thì các bạn xem một cái chương trình mà mình đã viết sẵn đây. Đây nó có các chương trình con này, voi giải thuật, đúng không? Sau đó mình tạo chương trình con sẵn nhé, tạo chương trình con sẵn sẵn sẽ trễ, tạo chương trình con sẵn sẵn nhanh, sau đó chúng ta viết cái chương trình chính cho nó. Đây chính là cái bộ bộ tiền xử lý này, tiền xử lý này, không? Sau đó chúng ta khai báo biến toàn cục cho nó, khai báo nguyên mẫu khách hàng cho nó, không? Khai báo biến này, đây chúng ta khai báo biến này, khai báo biến có mảng biến này. Đấy. Được chưa? Vậy thì sau khi phân tích mổ xẻ rồi, chúng ta làm cái bài tập này. Bài tập tôi đang nói đấy, bài tập này rất đơn giản, và tôi thì cho các bạn là 15 giây để mà suy nghĩ về cái bài tập này. Được chưa? Và đây chúng ta thêm đi. Với thời gian trễ là 1 giây, do nó khó hơn về một năm bạn làm sao làm cho tôi này.
bước tiếp theo là chúng ta sẽ thao biến nó. Khai báo biến thì chúng ta sẽ khai báo như sau. Đấy. Bàn B1. Ở cổng B1 ban nãy là chúng ta thế này, xem này. Đấy, cổng B1 là 0 thì có lẽ nó xuất ra ở cổng ở cái chân B1 là 0 cho nên chúng ta biết như thế. Đúng không? Ở bước này chúng ta gì? Tổ chức nó là gì? Khai báo biến led kiểu chữ in chữ bit chân ra là chân b ở bậc 1.0. Đấy, bây giờ chúng ta muốn khai báo hàng. Thì cái hàng đầu tiên chúng ta cần phải khai báo là gì? Hàng trễ. Đúng không? Khai báo đầu tiên là cái hàng trễ cho nó. Con delay long time nhân tác cho nó vào nhé, viết cho nó vào như tham để hạn chế nó nhé. Chúng ta sẽ sau khi hạn chế rồi thì chúng ta làm cái hàm con, đúng không? Chúng ta viết những cái chương trình con, tuy nhiên với cái bài tập này thì chương trình con không có, tại vì nó có hai giá trị thôi, bậc tác đúng không? Cho nên mình không cần phải viết chương trình con, bài này quá dễ. Cho nên ta vào chương trình chính luôn. Chương trình chính sẽ như sau, thôi. Roman, rồi. Chúng ta trả về cái giá trị cho nó, chúng ta trả xong rồi trả về giá trị của chính nó. View là chúng ta xác lập vòng lặp vô hạn cho nó, là bao nhiêu lần cũng được. Chúng ta nhấn tab cho nó vào, được. Cái biến mà này mình vừa khai báo là gì nhỉ? Đây này, biến này mình vừa khai báo là led, đúng không? Do vậy chỗ này là led. Giải thuốc của mình là gì nào? Ban đầu là nó sẽ bật đèn led, bật led. Nó dừng là cái khoảng thời gian là bao nhiêu? Một giây, đúng không? Một giây thì sẽ tương ứng là 25 nghìn giây. Đấy, trễ một giây. Được không? Cái tiếp theo là tắt led. Led sẽ bằng tắt. Tắt nó được định nghĩa là gì nào? Tắt được định nghĩa là không nhỉ? Đúng không? Có nghĩa là sao? Có nghĩa là chỗ này ở một chỗ này một này, nó xuất ra giá trị một đây thì nó sẽ cao hơn so với, đúng không? Cho nên led nó sẽ tắt. Còn không, ở đây cũng là không nữa, cho nên led nó sẽ tắt, đúng không? Phải gọi cái hàm cho nó ra, led bật tắt thì nó sẽ tắt.
làm giả có mặt gì hết, từ khi cha lưu đến lưu đấy, bao một hàm nguyên này là bao cái hàm chính này là đúng không? Rồi ok, bây giờ mình sẽ copy nó đưa vào đây ba lại để dịch thử xem được nhá. Có lỗi đấy. Lỗi đâu đấy? Các bạn xem thì lỗi đâu mà. Đấy, sau khi mình viết cái giải thuật mình viết ra rồi các bạn xem thì lỗi đâu mà. Mình sẽ cho các bạn 10 giây để xem lỗi như nào. Nên nhớ là cái chỉ định DMINE chỉ định này tính là cho phép tạo macro như thế đấy, cho nên đằng sau của nó là không có dấu chấm phẩy, cái thư viện này cũng không có dấu chấm phẩy, đúng chưa? Còn khi mà chúng ta khai báo biến thì đằng sau nó phải có dấu chấm phẩy, chưa? Cái này sửa lại, mình sửa lại xem nào. Rồi, đi nhìn. Đây nè, quyêu này nó không có cái hoa này. Đấy, thấy chưa? Không lỗi á. Các bạn để ý nhé. Ok. Và sau khi đó chúng ta biên kiểm tra file. Cách biên kiểm tra file như sau. Các bạn chọn output. Kích vào Green file. Chọn ok. Các bạn muốn lấy file thì các bạn bấm Output, Select Output, được chưa? Như thế nào? À, nhớ là phải chọn tần số tiếng Anh nữa. Nhưng mà tần số tiếng Anh nghe là được rồi. Thì ở cái phần sau mình sẽ nói ở đây thì các bạn lưu ý để mà chúng ta biến mình ra file đấy, các bạn nhấn vào biểu tượng này thì các bạn thể nhấn nhấp bài cho nó, các bạn bấm vào đây. Ban nãy là mình chưa nhấn biểu tượng nó cho nên nó không thể nào xuất hiện được file, đúng không? Các bạn chọn tần số tiếng Anh chỗ này, chọn output, bây giờ nó ok. Đó, các bạn tìm file của nó các bạn cái của select folder, được chưa? Cái code hai file này này chính là bây giờ mình sẽ
đây cho bên mình kiếm ra đây tốt đây. Và chúng ta nào phải cho nó các bạn nhé, giá chủ vào con trên kết quả biểu tượng này chọn thư mục mà chúng ta lưu vào này cốt 2.h thì ra có rồi. Ok bây giờ các bạn chạy nha. Đấy. Đấy, chưa? Rồi, chúng ta kết thúc cái buổi học ngày hôm nay nha. Và còn còn nhau thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn có thêm bấm nữa mà sẽ có giải thuốc để cho chúng ta tìm hiểu.